bán cây ngọc lan hoa vàng ạ. Số lượng thì rất là nhiều, có thể đáp ứng được cho các bạn là mua để trồng các cây công trình có ạ. Ngọc lan hoa vàng bạn nhé. Cái hoa, cái lá của ngọc lan hoa vàng là bạn lấy lên này, nó sẽ có màu bạc bạc. Trong khi đó, cái lá của ngọc lan hoa trắng ấy thì là nó không có cái phấn bạc đấy đâu. Và hai nữa là khi bạn sờ ấy thì nó có độ ráp 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 ráp. Còn cái cây ngọc lan hoa trắng thì nó trơn hơn ạ, không có ráp. Các cái cây ở đây thì các bạn nhìn thấy đường kính gốc của nó là khoảng tầm 2 cm ạ. Đường kính gốc là 2 cm và cái độ dài của cây thì tùy từng cây, dao động từ 1 m đến 1,2 m ạ. Số lượng thì rất là nhiều. Các cái cây thì trồng ở dại nắng, dại gió nên là cái tán của nó rất là bạn nhìn thấy cây nào tán của nó cũng rất là tròn và đẹp. Các bạn có nhu cầu mua ngọc lan hoa vàng ạ, hoa trắng ạ, thì vui lòng truy cập website là www.hulatrees.com hoặc là gọi điện đặt hàng trực tiếp cho một các trong các cái số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn các bạn nha.